Kính thưa quý vị, tại trang trại Shahzad Iqbal ở Pakistan, những con bò cái và bò đực được nuôi để sản xuất sữa tối đa. Mặc dù Pakistan tự hào có một trong những đàn gia súc lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng sữa của nước này thấp hơn một cách đáng kể so với ở Tây Phương. Iqbal hy vọng có thể thay đổi tất cả những điều này bằng cách bán tinh trùng bò đực chất lượng cao cho các nông dân địa phương để giúp những con bò cái của họ gia tăng sản lượng. Chủ trang trại bò sữa Iqbal cho biết phải cần rất nhiều sự kiên trì để thực hiện thách thức này. Nhưng sản lượng sữa thấp chỉ là một vấn đề trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa đang gặp nhiều khó khăn. Với chỉ có 3% sữa bò tại Pakistan được chế biến để bán trong các siêu thị, hầu hết các nông dân dựa vào những người môi giới trung gian, còn được gọi là dokhi, để thu mua sữa và đưa ra thị trường. Đây là một hệ thống không đáng tin cậy, khiến cho nhiều nông dân không bán được hết sản lượng sữa. Một nông dân cho biết, có khi 3-4 ngày, những người môi giới không mua sữa, nói rằng họ đã có đủ sữa cần thiết. Vì vậy, người nông dân phải tự mang sữa ra thành phố. Nhiều người không bán được và bị thua lỗ nặng. Mặc dù chăn nuôi bò sữa và các ngành công nghiệp có liên hệ cung cấp việc làm cho 20% dân số, nhưng do cuộc chiến giữa chính phủ và quân khủng bố Taliban đã ngăn chặn ngành công nghiệp này đạt được tiềm năng thật sự của mình.